Gì đây? Hôm qua tôi gọi ông như nào, ông có nhớ không? Có à? Nhớ chứ. Nhớ thì nhắc lại xem nào. Nhắc gì? Được cái ngụm nào đâu mà. Khổ. Vậy làm sao mà cái xe nó bẩn từ đầu đến như thế này hả? Ôi sao cái xe nó bẩn thế nhỉ? Vậy hôm qua ai lái cái xe này? Nó. Đang chết mẹ bây giờ rồi. À quên quên. Anh. Sao mà đó được? Từ đây đến tối mà không rửa sạch cái xe là chết đấy bà. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Mấy xe đâu nhỉ? Cái gì? Nhìn thấy gì chưa? Hôm qua người ta bảo mang xe bảo dưỡng rồi. Hôm nay đi chưa? Biết đâu tưởng của Hải đi mượn. Mượn gì? Cái xe có 3-4 tỷ bạc. Mua là chuyện bình thường. Sao phải mượn? Cũng thấy đúng. Đúng là đàn bà dễ lừa thật. Anh ấy xong chưa? Xong rồi đấy em ạ. Thế thì cho em xin tiền, em đánh CV. Đây, tiền thuê xe của chú đây. Em xin. Thằng thế nào? Mẹ cái thằng ngu này. Đứa nào làm vợ bác bố của tao? Đứa nào phá? Khai mau. Không phải con. Không phải cháu. Vậy không phải hai đứa trong mày thì là tao à? Con không biết. Cháu không biết. Được. Đứa nào phá khai mau tao cho 5 lít. Con chính là người phá đấy. Tôi toang rồi. Toang hay là toang. Tí của cháu mình được 5 lít chứ đôi cái gì nữa. Khám ra lấy cho bà cái roi. Xem là chết thì anh cưới tí. Này, bố định làm cái gì đấy? Bố mượn xe của mẹ Sen đi ăn cưới tí. Có gì bố cứ đi ăn cưới đi. Đúng là trẻ con dễ lừa thật. Này em đi ăn cưới đi chấm hết. Ông định lấy xe của tôi đi đâu? Mẹ Sen cho bố Hải mượn xe đi ăn cưới tí. Thế mắt đa đâu mà không đi? Mazda đi sợ các bạn ấy thế phèn. Chú Hải một tí nhá. Thôi rồi, đi uống ít mà lái xe nha. Dạ. Ông ba ơi, cháu gái xuống chơi đây. Mày xuống đây làm gì? Cứ xuống ăn chơi với ông được à? Mày xuống đây cho hay là mày xuống đây mày phá? Ý dồi mẹ thật, lâu ngày cứ xuống thăm ông một tí sao? Ý dồi ơi, ông lâu ngày không gặp nay xa sút thế. Cháu bắt tay cho ông tí nha. Con này không biết hôm nay có mưu đồ gì đây. Ui dồi, cháu quên mất, xích nữa thì quên. Bây giờ cháu tao lấy này cho ông một tí nhá. Ông ơi, nhà cháu có việc cháu đi về trước đây. Con kia, mày đứng lại. Mày ôm cái gì đấy, bỏ lại. Con đi kiếm ăn tí ấy, có cái gì đâu. Mẹ mày, kiếm ăn ở đâu không kiếm, liền vào kiếm ăn của bố tao à? Đánh chết mẹ đây đi. Này thôi, chơi gì đây, cô chơi với. Cháu không cho cô chơi đâu. Thế là không cho cô chơi. Con có biết đá đâu mà chơi. Thì kính thưởng cô rồi ạ. Cái bóng đây có đá cho mình xem. Cái gì có chuyện cho mình xem. Đây này, nhìn cô mà học hỏi. Đứa nào đá bóng vào đây? Vỡ hết kính của tao rồi. Hai đứa con nào của kia là đá ấy mẹ. Quy đá ấy bà. Định làm khó bố Hải à? Chỉ có 50.000 là sạch. Con chào bà con đi học về. Nay còn sớm đi con. Nay còn sớm đi bố. Xem bị thương à? Đâu? Thôi toang rồi. Bên xe này, xuất xe rồi. Cái gì, xuất xe á?
thân bố Hải. Từ nay nha, cấm bắt đầu vào cái xe này. Dám làm sức xe của bà từ nay ngủ ngoài đường nghe chưa? Anh chào bố con đi học về. Ừ. Mà con vừa nhìn thấy gì không? Không có chả nhìn thấy cái gì. Mày đi, tí thì mất mặt. Mà đợt này học anh nào con? Vẫn bình thường bố ạ. Bình thường là bình thường thế nào? Nay thì sao đấy, có được phiếu bên ngoan không? Có ạ, nhưng phát đến con thì hết rồi. Hết rồi, học dốt thì bảo học dốt còn bây đặt. Thật, hôm nay con biết làm thơ về bố đấy. Đọc xem nào. Bia 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 bia, cái bia hôi nách. Bố Hải có cách hử sạch mùi hôi. Nhưng mà bố ơi đừng sợ mẹ nữa. Bố mày phải sợ mẹ mày á? Tôi chẳng phải chế được bài thơ hay lắm. Kinh cũng biết chế thơ. Thế cô còn muốn nghe không? Có à, lên đây. Đọc đi cô nghe nào. Vía 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 vía, cái vía hôi nách. Bố Hải có cách rửa sạch mùi hôi. Nhưng mà bố ơi đừng sợ mẹ nữa. Hôm nay có phải trêu anh Hải rồi. làm một lần duy nhất thôi nha. Ô làm gì đấy? Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Hai cộng hai bằng mấy? Hai cộng hai bằng hai. Cái gì? Cho nói lại. Bằng hai chứ còn gì nữa. Mày học kiểu gì mà hai cộng hai bằng hai vậy hả? Làm gì mà đuổi nó vậy? Cái thối của mẹ này tính hai cộng hai bằng hai kìa. Cháu nó còn nhỏ thì nói từ từ sao? Tập chết mẹ nó đi. Điều đấy. Tìm anh vui nhìn vào. Sao mà đó được.
Mẹ xem rồi, cho mượn ô tô đi giao hàng tí. Không bao giờ. Mẹ không được chỉ khác như vậy. Tại sao không được chỉ? Mẹ không biết à? Khi ấy, một ngón tay chỉ về phía người khác ấy, thì bốn ngón còn lại chỉ về mình ấy. Ừ, cũng đúng. Mà không bao giờ. Sao mà đó được? Thôi đi đi bố. Gạt ai là sao? Thế sao bố không gạt chân chồng đi? Rồi bám chắc vào con nha. Vâng. Hai vợ con đi đâu đấy? Em đi ship hàng. Ship hàng sao lại hai người đi? Thằng này đặt hàng lươn lẹo lắm, toàn không lấy nên em phải ship tận nhà. Để anh. Anh trai ra nhận hàng hôm nay này. Ê, nay mùa không nhận hàng đâu. À, không nhận hàng à? Quang lắm sao mà được? Tôi không nhận hàng. Sợ thằng nó điên. Thế mới tính cả tháng kìa. Hay điên mất cả tháng. Vả vẩn quen này. Hả? Khi nào 10 giờ là đi đón con nhá. Ok. Hình như có cái gì sai sai. Ơ, nay 9 giờ sao giờ lại 10 giờ nhỉ? Lần này lại được gặp cô giáo rồi. Hôm nay cô phát biểu công an cho các con nha. Con nữa nha. Con nữa. Ơ, của con đâu? Bạn Thối mang quà đến lớp, đánh các bạn nên cô không phát nhá. Thôi mày toang với bố mày rồi con ơi. Mày ngoan của con đâu? Cô giáo phát để con là hết. Hết rồi. Hôm trước làm bố mày bé mặt, hôm nay thì biết tay nhá. Vào rồi đấy, xuống đi con. Bố đừng nói gì với mẹ nhá. Ok con. Mẹ xem ơi, mai được nghỉ nhá. Thầy phiền bố ngoan đâu. Học hành của tôi và bà con không phiền bố ngoan. Đây, cô ký vào đi. Tôi không hỏi là cái cô nữa rồi. Em gọi em thật à? Ký vào. Trong anh em là điều duy nhất, dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đó, dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió, dành cho em những đam mê tuyệt vời mà anh muốn nắm lấy trong giấc mơ. Làm vợ anh nhá. Này, không đi giao hàng à? Còn mấy đơn hôm nay cái tẩy lông không ship à? Đúng lên đi giao hàng. Ăn với giao hàng không làm được cái tích sự gì. Vì trong anh em là điều duy nhất. Thôi, con đi canh nhảy cho bố đi chơi với cô giáo đi. Con chịu. Này, giúp bố tí đi. Cái gì đấy? Bố mới quen à? Tặng bố bông hoa này, nay là ngày quốc tế đàn ông như. Mẹ thật, bố có phải là
chạy bao nhiêu gánh vác mong trên vai biết bao phiền. Kìa, sao con lại nói vậy? Thôi con treo một tí vậy mà. Sao đừng xúc phạm bố vậy nhá? Vâng, em biết rồi. Nếu ngày có tới đâu nghĩa cho em mạnh khỏe nhá. Chị khóa làm việc nhà nha. Đời thân chạy bao nhiêu gánh vác mong trên vai biết bao phiền. Nào, bây giờ đi chơi nha. Ôi, có sao không rồi? Ôi, mẹ xin lỗi nha. Sao xe lâu thế nhở? Phương, em đi đâu đây? Em đi có tí việc nhưng mà đợi mãi chẳng thấy xe đâu. Mày xe đâu nhở? Cái gì? Cho có hai mượn cái mẹt, đi xe vàng đi. Vàng mà lấy, đi nhanh rồi còn về. Cảm ơn mẹ xe nhá. Là định cho mẹ xe rồi. Bố định chở con đồng nát đi chơi gì? Bỏ cái tay ra. Bố chỉ đi có mất đai ghẻ mà thôi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Sao? Đưa bố hay chất đấy. Chất á? Chất gì? Bố chỉ cần hết phèn phèn thôi. Thế này đã đủ hết phèn phèn chưa? Bố hết phèn phèn rồi đấy. Thôi mẹ xe em lui ra, để bố nó đánh con xe này vào nhá. Kìa mẹ xe lui ra để bố đánh xe vào. Vào thì vào. Khoan. Sao nữa? Không phải là mẹ xe vào. Cho con mẹ ghẻ kia gọn vào. Kìa mẹ không nghe thấy gì à? Con phải phê ai đấy? Đương nhiên là phê mẹ rồi. Ông nghe gì chưa? Bố ơi, con ngửi thấy mùi gì à? Mùi gì á? Mùi tiền rồi con. Thấy sống mũi cay cay rồi đấy.